Lần đầu chị tôi thi qua hậu, hãy ủng hộ chị ấy. Đó là những gì nam em đăng trên trang cá nhân của mình cô viết. Đây là lần đầu chị tôi đi thi hoa hậu. Ủng hộ chị Cam nha. Gia đình cỏ bóng lá của mình đồng tâm support cho chị ấy nào. Được biết, Nam Anh, chị gái sinh đôi của nam em đã chính thức đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2021 với mã số là 001. Nguyễn Thị Lệ nam em Tiền Giang. Tôi là Lệ Nam, hơn 5 năm hoạt động trong ngành văn hóa nghệ thuật và giải trí. Tôi vẫn mơ hồ với câu hỏi trong đầu mình, tôi là ai? Đằng sau hành trình của tôi là cái bóng quá lớn của người em gái sinh đôi, nam em. Những thành công, va vấp rồi đứng dậy mạnh mẽ của em gái tôi đã cho tôi động lực và quyết tâm đến với cuộc thi này. Nếu em gái tôi cũng đến với cuộc thi này, tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội để thể hiện tình cảm, giúp đỡ em gái mình trong cuộc thi. Có chị, có em sẽ tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho chúng tôi chinh phục hành trình này. Ngoài ra, tôi đến với một cuộc thi mong muốn góp tiếng nói sức mạnh của một người song tính, có sự nhạy cảm của một người con gái, chút mạnh mẽ của trong con người mình. Một đại diện cho thế hệ Gen Y dám nói lên suy nghĩ, thừa nhận cảm xúc con tim mình, đấu tranh cho những điều chân thành, dù khó được chấp nhận trong thời gian ngắn. Tôi đến đây để viết tiếp cuộc đời mình bằng những trang hành trình đầy nhiệt huyết và chinh phục thử thách lớn lao. Hãy cùng ủng hộ Nam Anh trong hành trình Hoa hậu sắp tới. Mong rằng Nam em cũng sẽ tham gia cuộc thi này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin giải trí.